công ty Minh Motor xin kính gửi tới quý khách tư liệu kỹ thuật motor nhập khẩu công nghệ Úc. Sản phẩm sau là động cơ điện không đồng bộ, điện áp 3 pha 380V, công suất 3 ngựa, 2.2 kW, tốc độ 935 vòng trên phút, 6 cực điện. Mã vỏ sản phẩm là khoảng cách từ tâm trục tới mặt đất là 112mm, đường kính trục là 28mm. Motor 3 pha có chế độ đấu điện sao và tam giác. Cường độ dòng điện định mức khi đấu sao là 5.57A, khi đấu tam giác là 9.62A. Motor có chế độ làm mát toàn phần cả bên trong và bên ngoài, cấp chịu nhiệt S, hệ số bảo vệ bụi và nước IP55, cao cấp hơn các motor thông thường. Cấu tạo sản phẩm bằng tôn silicon xanh cán nguội, tạo độ thẩm thấu từ cao, giúp sản phẩm chạy rất êm và tiết kiệm điện năng. Khi lắp đặt chế tạo máy, quý khách lưu ý khoảng cách giữa các tâm lỗ đế dọc trục là 140mm, khoảng cách giữa các tâm lỗ đế ngang trục là 190mm. Với kinh nghiệm 32 năm trong ngành cơ điện Việt Nam, công ty Minh Motor luôn mang đến những sản phẩm nhập khẩu chất lượng cao nhất.